theo gió thổi đầu non. Ừ. Muốn gài độ nhậu mà con hỏng tiền. Này công nhận có tâm hồn ăn uống cao thiệt. Chứ sao? Mới sắn vô câu đầu là gài độ nhậu liền. Chúng đáp là chú thua nè. Chưa đâu con, hiu hiu gió thổi đầu non. À. Tao còn một cắt tao con của mày. Cậu gài độ con mẹ vô cái gài. Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Thôi má đây không dám gả gần. Sao vậy? Con về xúc gạo nhiều lần má ha. Trời mưa con bấm thập thòng. Ờ. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Thì biểu nói gì ở ké gì hay. Để chi? Để ba có cớ mò quá thấm gì. Chú làm thơ có lợi dụng trong đó nha. Lợi dụng mẹ gì mày ơi. Lâu lâu ghé thăm bản chút rồi cho bản bịt mất đồ cho bà vui vậy thôi chứ lợi dụng của mẹ vậy. Chú nghe tiếp nè. Tiếp đi. Công cha như núi Thái Sơn. Ừ. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ô cha già con mọn chơi dơi. Chứ sao? Cha làm chết mẹ con chơi tấu nè. Chú lại dụng chửi con hả? Ăn đồ báo phá làng phá xóm ta. Tìm em như thể tìm chim. Ừ. Chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông. Tìm em chỉ nói bắt công. Sao vậy? Đài Loan Hàn Quốc nước đi hết rồi. Cái gì chứ có mấy cái tên vậy? Đâu chứ gì anh đang nhận nhận đi sao không biết. Cậu mày không có học trò hả mày? Cá cánh câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lòng biết thở nào ra. Chim vào lòng tháng 3 chim đẻ. Trời ơi. Khi chim ra lòng chim mẹ chim con. Chết dịch mày chưa con. Tính đúc chim vô cho tao bí nha. Không dám bí đâu. Ở nào thứ ba này cũng bừa hết chứ không có bí đâu con ơi. Chưa đâu đừng có dội mừng giúp còn nữa nè. Còn cái gì? Cô kia môi đỏ má hồng. Ừ. Cô bao nhiêu tuổi có chồng hay chưa? Chồng cô bán búa bán cưa. Sản xuất bán luôn mã tấu mày ước thế nào? Thế nào có kêu để con cây. Cô con không dám đâu chú ơi. Coi vậy mà ớn heo. Ớn chứ sao không ớn chú. Còn nữa nè chú. Còn gì? Một cây làm chẳng nên non. Sao? Ba cây chụm lại nên hồn núi cao. Thì một tay giờ núi lấp sông. Ờ. Bốn tay chụm lại thành sông tiến lên. Ôi tao dùng để chân tôi luôn tay. Gặp dân xào kẻ rồi mà chết dịch này rồi con ơi. Còn không? Còn.